Rồi, mở đầu video mình thân chào cô chú anh chị em. Bừng liền ha 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 ha, nghe cái rồi biết liền luôn ha. Rồi đi vô nè, đây. Đây nè, đây. Xin chào cô chú anh chị các bạn và các em nha. Giờ mình ra ngoài vườn mình cắt mớ rau găm vô ăn, ăn kèm với hột vịt lộn nướng mỡ hành. Mới vừa đi ra cái lộn đồng đi theo cả. Bữa nay dẫn thêm mèo con ra vườn luôn. Mà nói thấy gầu gầm cái thèm trứng lộn, bữa nay là có trứng lộn cho nên ra cắt gầu gầm hả? Cái nhóm gầu gầm bên đây á, hổm mình cắt xong rồi nè, hai cái nó lên, nó lên lại ngắn 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 nữa tiếp tục nữa anh ha. Giờ đây mình cắt thôi cho nó lên tiếp. Vậy là chuẩn bị mình cắt hết cái đợt cao này, cái là cái đợt thấp nó cao lên mình ăn tiếp hả? Đúng rồi, coi như là có gầu gầm ăn quanh năm. Rồi, nhiêu đây rau găm đủ chưa em? Ờ, chứ nghe nói ăn rau găm nhiều quá cũng căng lắm à. Đủ rồi, qua 20 trái ớt. Kiếm cái trái nào mà cho nó đỏ, thiệt là đỏ được. Vậy ha, để anh kiếm phụ cho nè. Trái này được không? Mấy trái? Này đỏ thì đỏ không? Tại vì mình làm cái này á, là ớt, loại ớt không cay á, cho nó lên màu nó đẹp mà nó ít cay á. Ở này mình không có ớt không cay cho nên mình lấy ớt cay mà mình phải lựa cho thiệt là đỏ. Chứ để làm đỏ lên một cái là nó cay khỏi ăn luôn. Ờ, thiệt là đỏ hả? Có trái này nhỏ xíu mà đỏ nè. Cần trái bự hay trái nhỏ? Nhỏ lớn gì cũng được nhưng mà nó nè. Đỏ là được rồi. Bao nhiêu đây là cay lắm rồi. Ừ. À, coi con mèo con nó ra, nó kìa, nó đi theo ra. Rồi bữa nay ở nhà mình ăn trứng lộn nướng mỡ hành với dì Sáu có cho mình ăn buồn chuối chín mấy bữa nay rồi nè. Nó chín bối, nó chín mấy nãy trước ăn trước rồi, giờ còn hai ba nãy sau nó chín luôn rồi, ăn không kịp. Bữa nay mình làm bánh chuối nướng luôn. Rồi sáng này mình có đi chợ á, mình mua được 20 trứng vịt lộn nè để mình về nướng mỡ hành á. Thì đây là mình có hành lá nè, có đậu phộng nè, rồi mấy củ hành tím với bột ớt Hàn Quốc á, để chuẩn bị mình nướng mỡ hành á. Thì ăn kèm thì có rau găm mình cắt ngoài vườn vô nè. Rồi bữa nay mình làm bánh chuối á, thì có bột gạo nè, bột năng, trái dừa khô, rồi chuối. Giờ mình chuẩn bị mình đi luộc trứng lộn trước nha.
Trứng vịt lộn mình đã rửa sạch rồi nè, giờ mình để vô cái nồi để mình bắt lên bếp mình luộc. Trong khi chờ đợi cho trứng chín á, thì mình đi ra mình nạo dừa, vắt nước cốt dừa với chuẩn bị pha bột để làm bánh chuối luôn. Nãy giờ mình nạo dừa, mình vắt nước cốt dừa xong rồi đó. Giờ mình lột chuối. Nhiều chuối đây chắc mình lột không hết đâu, tại vì nhiều quá, để dành mình ăn cơm, mình ăn từ từ. Rồi mình lột ra bao nhiêu đây đi, còn chừa lại nãy để mình ăn sau. Nhiều đây chắc để lát mình đếm thử coi đâu khoảng được bao nhiêu trái chuối nha. Bánh chuối này nè, từ ngày mình làm thì mình chỉ nhắm chừng thôi, chứ mình không có cân liều lượng chính xác nha. Thì bữa nay thì để mình cân lượng thử coi coi nó là bao nhiêu. Cái này chuối á thì mình đã lột ra rồi, mình cân hồi nãy là cái này là khoảng 2 kg chuối á. Thì chuối á thì ít nhiều gì tùy theo người thích ăn nhiều chuối nhiều hay là chuối ít gì đó thì vẫn được, chứ không phải là cái mức nhất định. Giờ mình cắt ra được một mớ chuối rồi nè, cắt mỏng mỏng ra đó. Còn một mớ thì mình để lại mình bóp ra chung với bột cho nó hai thứ cho nó ngon. Giờ mình pha bột. Này là bịch bột gạo nửa ký đó, còn đây là bột năng. Cái bịch này là 400g nhưng mà mình để vô khoảng 200g thôi. Mình để vô đi rồi mình để vô đi rồi mình cân lại, mình coi coi. Rồi, được 200g rồi đó. Này 200g mình chừa lại để đây mốt mình làm bánh ăn tiếp. Rồi, giờ mình cho xíu muối vô. Đường mình đường này là 1 kg nè. Thì bây giờ mình cho vô khoảng 200g đường thôi. Nước cốt nè nửa lít nước cốt vô đi. Rồi, lát thiếu đủ vậy để mình coi rồi cái mình để vô tiếp. Giờ để bóp chuối ra cái đi. Cái này là nửa lít nước cốt hồi nãy á, là chắc không đủ, nó hơi bị đặc, mình phải thêm một miếng nữa để mình bóp chuối ra xong đi rồi mình hạ thêm vô. Cái bánh chuối của mình này nè là chuối hơi bị nhiều rồi đó, quá nhiều chuối luôn á, cho nên mình để 200g đường là chắc được rồi. Ví dụ như ai muốn thích ăn ngọt lạc gì đó thì thêm bớt thôi nha. Rồi chuối á mình bóp vô đều với bột luôn rồi nè. Giờ mình cho cái chuối sắt này vô luôn. Cái này mình thấy nó hơi đặc á, mình cho thêm xíu nữa được rồi, thiếu nước cốt nữa được rồi. Này là gần 100ml nữa, là coi như tổng cộng là 600ml nước, nửa ký bột, 200g bột năng, 200g đường, xíu muối là vừa rồi đó. Muốn cho cái bánh nó màu vàng nhìn hấp dẫn hơn á thì ở đây em có một miếng bột nghệ nè, cho vô luôn. Rồi giờ trộn đều lên cho nó có cái màu hơi vàng vàng của bánh, nhìn nó hấp dẫn hơn. Rồi giờ mình trộn đều hết rồi đó. Giờ đi xuống như coi cái nồi trứng lộn của mình á, cho mình xuống mình tắt bếp được rồi đó. Rồi chuẩn bị mình đốt than để mình nướng bánh luôn. Trứng lộn nãy giờ nó cũng đã chín rồi nè, giờ mình tắt bếp để đi ra đốt than này.
phi hả? Mỡ hành. Tự nhiên gối lộn á. Miễn có hành là được à. Giờ mình múc bột vô cái chảo á để mình nướng chuối nướng, bánh chuối nướng. Nướng vô trong cái chảo chống dính. Mình không có cái lò nướng thì mình nướng bằng chảo vậy. Cũng ngon như thường. Rồi giờ mình đậy nắp lại để chuẩn bị mình nướng á. Rồi mình thấy cái chảo dầu của mình đã nóng rồi nè. Giờ mình cho hành vô. Rồi bây giờ mình để bánh chuối lên mình nướng nha. Để mình đi ra mình cắt cái tàu lá chuối vô đựng lát để mình để bánh ra đó. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo lên. Bắt cái chảo lên để mình chuẩn bị mình làm cái nước sốt để vô trứng lộn á. Bây giờ bắt cái chảo lên để dầu vô rồi nè. Đây là hành tím mình băm ngay rồi đó, với miếng ớt mình cho vô. Thơm thơm. Giờ mình cho miếng đường vô nha. Miếng hạt nêm vô. Đó, miếng bột ớt Hàn Quốc cho nó lên màu cho nó đẹp á. Rồi một miếng tương ớt cho nó hơi cay cay chút. Ít thôi, ít thôi. Nghe nó ít thôi chứ không có dám. Để vô luôn á. Cho thêm xíu nước vô. Cho xíu nước mắm thôi chứ. Cho hơi mặn mặn. Mặn mặn ngọt ngọt. Cái nước sốt của mình nó kẹo rồi nè. Đó, vậy là được rồi đó. Giờ mình tắt bếp. Cho một cái chén này. Bánh chuối mình nó đã vàng một bề rồi. Giờ mình chở bề luôn. Oh. Wow, có lý, có lý. Đậy nắp lại nướng tiếp. À, đẹp ha, vừa luôn ha. Không khét. Canh nãy giờ. Cái này canh lửa. Để cao cao lên nó nướng không khét. Đây. Thấy cái bề dưới này nó cũng hơi vàng vàng rồi nè, để mình coi kỹ rồi cái canh. Chắc được rồi đó. Giờ mình cho ra luôn đi. Cái bề kia đẹp hơn bề này. Hơi xém một chút thôi. Tiếp tục chảo 2. Giờ mình đi đập cái trứng lộn vô trong mấy cái chén chuẩn bị mình nướng luôn.
Trứng này gọi là trứng lộn úp mề nè. Ngon ghê ha. Cái này đem ra để muối tiêu vô cái ăn luôn cho xong. Nhanh gọn lẹ à. Nhưng mà mỗi cái nó có cái mỗi cái ngon khác nhau. Cho nên mình nướng đi cho nó thơm hơn. Chén chắc mình vô hai trứng, chén trứng thấy nó hơi bị ít. Rồi bây giờ mình đã tách trứng lộn ra xong rồi nè, giờ mình bắt đầu mình cho miếng hành phi lên đây. Bây giờ tới mình cho miếng nước sốt lên luôn. Nước sốt nó kẹo kẹo thì thấy ngon. Rồi này là mình xong rồi đó, giờ mình chỉ để lên cái bếp mình nướng nữa. Rồi nướng xong mình để rau găm vô nữa là được rồi. Rồi bây giờ thì mưa nữa rồi. Mấy hôm nay là lụi hụi là mưa hoài. Đang nướng bánh cái trời mưa luôn. Này lại nướng tiếp tục. Ké hả? Đang nướng bánh mình để lên mình ké luôn. Tận dụng. Nướng từ từ ha. Thôi ba chén. Ồ, bánh nó cũng vàng rồi nè. Giờ mình cho bánh ra để mình để trứng lên mình nướng. Hey, bánh ngon lành luôn. Rồi bên đây giờ mình để trứng lên mình nướng nha. Rồi giờ mình để mấy cái trứng này lên để mình nướng nè. Rồi bây giờ mình nướng rồi nó sôi sôi nó hơi sắc sắc xuống luôn rồi nè. Giờ mình cho mỗi một miếng một chén một miếng đậu phộng vô. Trời, con mèo nó ngồi cái bên kìa. Nó ngồi dòm nó sẽ ấm nha. Thơm quá. Xong rồi giờ mình cho vài cái cọng rau răm vô. Nhìn thấy hấp dẫn rồi đó. Xíu nữa là mình chuẩn bị mình lấy ra ăn được rồi đó. Nãy em đã để rau găm rồi nhưng mà nó xẹo xuống hết rồi. Giờ em cho thêm miếng rau găm nữa. Rau găm mình nhiều mà.
Tha hồ mà ăn hả? Rồi bây giờ xong trứng nướng ra lò nha. Chắc ra nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Đúng rồi. Rồi hột vịt lộn nướng mỡ hành với bánh chuối nướng, mời cô chú anh chị em và các bạn ăn với gia đình mình nha. Mời cả nhà ăn trứng lộn nướng mỡ hành với gia đình mình nha. Xin mời. Dạ con mời ông bà cô chú dùng với gia đình con. Dạ con mời ông bà cô chú dùng với gia đình con. Nóng hổi vừa thở vừa ăn luôn mẹ ơi. Cái món này hình như là năm trước hot lắm luôn nè. Vậy không? Năm trước hot tới năm nay mình mới lão mà. Mình ăn đi học về mới vừa bước lên sân cái mùi thơm nó sọc lên cái là thấy đói bụng mà nó chảy nước miếng nè. Tiếng tiếng vậy là cái món này gọi là một năm mới nấu hả? Cái này mới nướng chứ, một năm mới nướng. Thường á, trứng lộn và luộc á, mình ăn một trứng hoặc là trứng thứ hai à. Còn cái này để mình ăn một lần hai trứng thử coi sao nha. Cái này á mẹ, cái nước sốt của nó không có thấm vô trong, nhưng mà giống như là mình lấy mình cắn ra xong mình múc cái nước ở dưới vô nó cũng được. Đúng rồi. Ngon chỗ này nha con ăn. Đó, hai trứng à. Chứ thường ngày trứng lộn là như ăn trứng một và chạy nữa, không có trứng thứ hai. Món này tính là lạ mới nha, mình mới ăn lạ nha. À, mới nướng lần đầu á. À, lúc trước là mình ăn gì? Tốt không ạ? Với gan me. Lộn gan me. Có gầm đây nha. À. Trứng làm cái gì ăn với gạo gầm cũng ngon. Phải chịu chiên thôi. Hôm nay này ăn chơi không ăn cơm. Ăn xong rồi ăn bánh hả? Bánh trắng mình, bánh chuối mình để một miếng bột nghệ vô cả nhà, cái màu nó hơi vàng vàng á, nhìn nó hấp dẫn hơn là cái màu trắng. Trong cái chén này của em á, nước sốt đó tuy nó ít nhưng mà nước sốt ngon ha hai con. Dạ. Em không dám để nhiều, để nhiều vô bị ngán. Em để ít. Đó mặn quá hả? Nó không có mặn lắm, ngon, vừa ăn không? Ừ. Nhưng mà tại nhiều quá ngán. Nó thơm thơm ngon. Phải làm với dầu á, nhưng mà anh vét cái phần cái kẹo kẹo với còn cái dầu lóng lên trên á, anh để riêng ra, chế dầu vô. Đúng rồi, chế dầu nhiều ăn ngán á. Cái này mà nếu mà nó có hơi lạc chút á thì mình chấm với muối tiêu chanh á. Chứ làm mà nó hơi mặn quá thì là nó bị không ngon. Có bị cay lắm không con? Không, thấy thiếu cay. Ủa vậy hả? Như thấy thiếu cay hả Như? Trời, con không thấy chung miếng cay nào luôn á. Nãy mẹ để tương ớt với hai trái ớt hiểm mà mẹ không dám để nhiều. Vậy là lần sau mẹ phải tăng cấp độ cay lên thêm. Mà ít ít thôi nha. Hồi sáng lúc mẹ đang làm nó, cha đứng ngoài cha nói ít 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 thôi. Mình không dám làm nhiều.
đáng. Gom đó hôm nay không kêu mẹ làm. Trời ơi, không biết gì chân. Em nhìn qua bên phải kìa. Thôi, bữa nay được à. Như ăn tóc hành lươn hay. Giỏi. Bất ngờ hả? Bất ngờ chưa? Bữa nay em bị thua rồi. Nghe món như thích ai. Hình như em bữa nay là người sau cùng á. Một tiếng cũng sắp xong chứ em luôn à. Anh này cũng sắp xong luôn rồi hả? Cho kỹ tao bữa nay sao mình kỹ ta. Em biết tại sao? Hôm nay tại vì anh ăn chậm quá, bữa nay lâu lâu xìa ăn bữa nhưng mà. Tí em thêm chén nữa không tí? Dạ thôi con xuống với lại con no quá trời, con chị ăn học đó. Nãy tiếng nó có ăn trước một chén cơm mà. Nó đói bụng trước, nó ăn trước chén cơm cho nên giờ nó ăn hai cái trứng là no. Ê con ăn miếng bánh chuối được không? Mà nếu mà con no rồi thì thôi con xuống đi học đi, rồi chút xíu trong lúc chuẩn bị xong á ăn bánh chuối hoặc là chiều con về ăn ha. Dạ. Rồi. Chua ngọt. Không gói bánh chuối theo đi học à. Ngày xưa mà em đi học á đâu có vụ mà má cho tiền ăn bánh hay là gì đâu. Ở nhà có cái gì là đem theo đó, giống như có mặn hay là có cốc ổi gì đó. Có ổn quý gì mà. Có gì là cứ xách theo ăn thôi, còn không có thì nhịn. Bây giờ thì tụi nhỏ nó xách theo đâu biết, nó mắc cỡ. Em ăn hai trứng là thôi à, không ăn thêm nổi nữa. Rồi anh cũng bây giờ trước tiên hai trứng đi, hồi ăn hai trứng này sao đi, bây giờ ăn tiếp bánh đi. Mình cứ nghĩ mình ăn được nhiều. Ai ngờ ăn hai trứng rồi. Nhà tôi chuyển sang bánh nè. Con chuối nhìn cái màu vàng nó nhìn hấp dẫn ha. Hấp ăn thì cho ăn với nước cốt nên nó hơi gườm gà chút, thắng nước cốt bữa này dồn vô một phát một. Nướng cây xong. Bánh này anh ăn thích rồi đấy nha. Ngon. Theo đây bây giờ pha bột như này là vừa miếng bánh vừa không? Là nửa ký bột gạo, 200g bột năng. Là cái độ dẻo của nó như vậy là vừa rồi nè, nó không có dẻo lắm mà nó cũng không có cứng cái bánh mình nữa. Đúng rồi. Và 600ml nước cốt dừa, 200g đường, một xíu muối. Tính ra bánh chuối mà nướng gì vậy, nó thơm thơm ăn thấy ngon hơn là bánh chuối không có nướng á. Thường ngày thì em làm em ngắm chừng không, em không có kiểu không có lường. Bữa nay mình lường thử lại coi nó là bao nhiêu, số lượng nó là bao nhiêu. Nhưng mà số lượng của mình đó, làm như vậy là mình thấy là cái miếng bánh chuối nó vừa rồi đó. Chuối thì tùy theo ít nhiều, mà đừng ít quá. Nở này của mình là hơi bị nhiều chuối rồi đó, nhưng mà cũng vẫn ngon. Tại vì chuối mình quá nhiều hả? hơi bị nhiều chuối, tại vì chuối mình quá nhiều, vì sáu cho nguyên một quài chuối luôn mà. Nhưng mà ăn vô đụng chuối thì nó đỡ ngán hơn là ăn vô bột không. Chuối như vậy cho nên là giảm cái lượng đường lại, là chỉ có 200g đường thôi. Thường ngày á, như Tiến á, cũng ít có thích ăn mấy cái bánh này, gọi là bánh dân gian ngày xưa vậy nè, giống như bánh chuối, bánh bò, bánh da lợn rồi vậy đó. Mà bữa nay như được ăn bánh chuối luôn á nha, nó nướng á. Tiếp đi. Ngon. Trứng này là mặn, cái bánh ngọt ăn rồi. Là ăn mặn với ngọt với nhau không? Nó đỡ ngán luôn. Nướng thì nó dễ ăn hơn là hấp. Nó có cái mùi nó thơm thơm đặc trưng của hơi mùi khói khói. Mà nướng theo mình thấy là ăn đỡ ngán hơn là hấp. Mà này nó tiện cái nữa, khỏi cái trang nước cốt gì hết trơn, làm biến cái bóc miếng ăn vậy là được rồi. Còn kêu phải lấy nước cốt chấm chấm cái két rồi.
Rồi video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã xem ủng hộ cho gia đình mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mới nãy mình là ra mình lấy cái mồi thức ăn á. Đó, mình dùng cái dây này mình cột vô trong cái cây mình quăng xuống. Đó, bây giờ là thấy cái dây thẳng rồi. Đang hồi hộp chờ đợi coi có cá bự không nha. Hả? Trời ơi, cái mình lưỡi bự dữ lắm nha. Rồi vuốt luôn rồi. Trời. Vô tới đây bự rồi vuốt luôn rồi. Được, dính mép luôn chút rồi, vậy lại nó vụ luôn. Rồi rồi. Rồi xong. Thôi giờ để anh móc mồi tiếp. Rồi không sao, chờ đợi tiếp tục. Tiếp tục gì? Thua keo này, to bày keo khác hả? Bây giờ móc mồi vô nữa. May mắn là sao? Chúc bạn may mắn là sao hả? Quyết định vậy đi.